nữ tử tù duy nhất tại quốc đảo dưới chế độ thực dân Pháp đã hiên ngang ra pháp trường, không để đôi mắt bị che đi, và bình thản đến lạ kỳ trước họng súng kẻ thù. Việt Nam độc lập vô năm, Hồ Chủ tịch vô năm. Thank you.
Ủa, người gốc Hà Lan là sao?